Mến chào mọi người, hôm nay ngày 1 tháng 12, Châu và bạn của Nha Trang Rám Nắng xin cập nhật tình hình ngập lụt ở Nha Trang. Sáng hôm nay, mời mọi người theo dõi nha. Ủa bắt con gì anh? Bắt cá thôi. Ồ, cá chạy vô phố luôn à? Hồi sáng mà cá tung tăng đi dạo phố luôn hả? Ủa cá gì vậy anh? Cá nhỏ đó, bỏ xả hộ bộ đại chứ. Cái này là cá cảnh quá, cá cảnh xinh. Xịu quá. Đây là khu vực chuột ở chỗ cầu đá nè mọi người. Trước trường tiểu học Vĩnh Nguyên 2. Ngập quá. Chỗ này chắc là... Hồi tối giờ mà cũng chưa kịp rút mà. Này sững mưa rồi nè mọi người. Mà nước còn ngập quá. Đây dưới dốc cầu đá nè, chỗ Vĩnh Nguyên nè, Trần Phú nè. Đó. Ừ, có 3 giờ mà cũng chưa rút. Xe mà thấp đi yếu là coi chừng chết máy á. Đây là khu vực khu số 5. Bị ngập lụt kéo dài đến qua metro. Thành ra là giao thông bị tê liệt, cảnh sát giao thông đã chặn lại, không cho bất cứ một phương tiện nào qua mọi người. Ủa lợi tới đó hết lợi nữa hả? Hạnh quá hả? À, xong, quay rồi về đăng lại trên YouTube. Tên Nha Trang. Nha Trang Rám Nắng. Hả? Là khu vực cái số 5 nè mọi người. Ngập. Xe không thể qua được. Gặp cái ngang hông luôn mọi người. Em lấy cái bia nhìn leo trắng nghe đó. Nước đến ngang hông luôn mọi người. Mình là kéo dài lên mấy trăm mét. À, chào mấy đứa đi lội lụt hả? À, hiện nay Châu đang đứng ở ngay trường cấp 3 Hà Huy Tập. Hôm nay là ngày thứ 2. Học sinh được nghỉ học ngày hôm qua và ngày hôm nay do lý do là mưa lụt. Trường Hà Huy Tập ngập rất là sâu. Ngay từ ngoài cổng đã không thể đi vào được rồi. Toàn bộ học sinh ở thành phố Nha Trang được nghỉ học do ngập lụt. Nhà văn hóa thôn Phú Thạnh. Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang. Nước ngập quá, không biết đi chỗ nào cho được đây. Bên kia người ta dùng thuyền luôn kìa. Qua mọi người, nước ngập sâu quá.
Hiện tại Châu đang đứng ở khu vực xã Vĩnh Thái. Đi cái đường chính ngập sợ hư máy phải đi trên vỉa hè. Thấy cái mực nước sông mà nó đụng gần đụng cầu xéo luôn mọi người. Đây là đang ở khu vực xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang đó mọi người. Nước dâng cao quá, còn đụng cái thành cầu luôn rồi. Còn trên kia là ngập luôn rồi, xe phải chạy lội nước luôn rồi. Đây là con đường vô nhà chú 10 của mình. Nhưng mà nước ngập sâu quá, xe máy vô không được, đành phải đứng ngoài quay. Muốn vô thăm chú mà cũng không được mọi người. Coi như là bị cô lập luôn rồi. Rồi chú Mười thông cảm nha. Đây là khu vực xã Vĩnh Thái, ngã tư, quẹo vô xã Vĩnh Trung. Đây đường đây là đường đi qua xã Vĩnh Trung vô nhà chưa ngập nhưng mà có thể xe mà có thể đi được. Qua tới kia phải gặp nhiều không? Thôi quay lại chết máy rất là lùm đó. Thấy xe chết máy nhiều quá thôi mình cũng ngại. Nhìn là biết rồi đó, xe dắt chết máy kìa, mình không dám liều đó. Mà thanh niên kia cũng quay lại này đó, nó quay lại không dám liều, an toàn không chơi hết mọi người. Thôi mình cũng vậy, quay lại không dám đi xe hơn. Hiện tại Châu đang đứng ở phía bắc thành phố Nha Trang, ở vị trí cầu Hà Ra. Đây là nước sông Cái, nước chảy cuồn cuộn nữa mọi người, thậm chí còn chảy còn ghê hơn ngày hôm qua nữa. Do cái chỗ bên cầu Vĩnh Phương á là nó bị ngập không qua được, thành ra không có cập nhật được cái tình hình ngập lụt bên cầu Vĩnh Phương. Thì hiện nay là Châu và Bằng đang lên hướng về phía bắc xem thử là cái ngõ vào phía bắc có bị ngập hay không. Cậu đang ở cầu Sấm Bóng, mọi người đang tìm cách cứu một chiếc ghe bị trôi. Rất may đã kéo được vào gần bờ rồi. Chạy rất là xíu. Hiện tại Châu đang ở trên đường 2 tháng 4, đoạn gần đường SOS. Khu vực này đêm hôm ngập rất là sâu. Từ sáng đến giờ ngưng mưa nhưng mà vẫn còn ngập, xe phải đi chạy rất là chậm. Đoạn ngập này khoảng hơn 100m, chạy rất chậm, nếu không thì sẽ rất dễ bị chết máy. Đó, mọi người phải đi bó vào cái chỗ cái làng Phùng Hoa, từ chỗ đó là chỗ cao nhất. Nói chung là xe máy vẫn qua được, phải rất là cẩn thận. Sáng giờ là
mưa rồi đó. Đêm hôm ngập sâu hơn, đêm hôm đi xe đi không được luôn. Số nhà là bị hư cửa sắt luôn, nước nó tức luôn, nước vô rồi cầm xe lớn chạy tức, đây xình lại quá, bây giờ tôi rút rồi. Đường Điện Biên Phủ phía bắc thành phố Nha Trang, nói chung tình hình phía bắc thành phố Nha Trang là sáng nay là ổn mọi người. Lên từ hôm á thì đi không được, mà sáng nay là không xe, trong khi đó là phía tây đi hướng theo hướng lên Diên Khánh thì lại bị không đi được, xe cổ không đi được. May là phía bắc ok, và cái đường đi Cam Ranh cũng được, cũng đi xe cũng được. Thì mưa từ sáng giờ là không nhiều, thậm chí là nó ngưng, nhưng mà cái phía sông Cái là do có xả lũ, thành ra nước khỏi khu vực Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thái hiện tại Châu đang đứng ở khu vực bờ kè chỗ công viên Vàng Sen, đường Trần Phú, nước biển rất là đục, nước bạc từ những nguồn đổ xuống, còn rác rất dơ. Trước mặt chúng ta đây là đó, cây cỏ lên luôn. Tại là Châu đang đứng ở chỗ bãi biển Trần Phú, khu vực quảng trường 2 tháng 4. Thì đêm hôm sóng đánh rác lên đến tận lên bờ kè luôn mọi người. Đây, đêm hôm sóng rất là lớn, chiều cường. Sáng nay là nước đã rút bớt, nhưng mà rác còn lại cũng rất là nhiều. Công nhân công ty vệ sinh á, là cũng mọi người cũng đang tích cực dọn, nhưng mà dọn cũng không hết, rác tấp vô quá. Nước biển cũng còn rất là đục, tuy là sóng nhỏ hơn ngày hôm qua nhưng mà vẫn còn rất là lớn, nước đục ngầu.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật tình hình ngập lụt ở Nha Trang. Mọi người đừng quên chia sẻ và bấm đăng ký để theo dõi chúng tôi nhé. Xin chân thành cảm ơn.